chào mừng 500 anh em Hezo đã quay trở lại với chuyến phiêu lưu tại Wano Quốc. Trở lại tập trước, khi Yamato đã sẵn sàng với hình dạng mới để báo cha, Sanchi chơi đùa nhẹ với thanh niên báo đồng đội, thì Funky cũng làm một phát cho khủng long ra chuồng gà. Trong khi đó, anh Men mắt chưa mở nhưng Bao Tử đã kêu réo, cho miếng thịt thì bố mày lại hack game cho mà xem. Tập 1042, sự cám dỗ của Black Maria. Chị đại Yamato sau khi chọn đúng nền văn minh nhân vật chính cũng đã bắt đầu dùng skill thông não chi thuật. Về phía hai thanh thiết giáp, nhân lúc Sasaki ngã ngựa, Funky muốn dùng đến mã tấu, nhưng mà nó lạ lắm. Chém đâu chẳng thấy, chỉ thấy Sasaki đứng phắt dậy như chưa từng có cuộc chia ly, dễ dàng buộc Funky phải thoái lui, nói dễ hiểu là túng cái quần lên mà chạy. Nhưng họ nhà mũ rơm làm sao chịu sự thất bại như thế? Sau 7749 lần múa may quay cuồng trước lưỡi hái của tử thần, anh người thép cũng nghĩ ra một kế dương đông kích tây, khiến đối thủ tin rằng mình sẽ lại dùng skill đạn pháo, từ đó phọt lẹ ra ngoài nhắm thẳng vào bụng khiến hắn lên thẳng bàn thờ đoàn tụ với ông bà. Bên trên tầng lầu, bố rồng khẳng định trái ác quỷ mà báo con đã ăn là thuộc hàng limited chất lượng cao, thứ đã luôn được xem là thần hộ mệnh cho Wano Quốc. Tuy vậy Yamato vẫn kiểu hong bé ơi, Chụy vẫn sẽ bảo vệ cho Wano với danh nghĩa là Kozukiyoden, bảo vệ các samurai và người dân đang phải chịu đựng dưới ách thống trị của tên Orochi. Sức mạnh dần được khai mở với chiêu thức mới, liệu rằng giữa băng và lửa ai sẽ là người nạp VIP nhiều hơn. Lúc này, Robin đang dần rơi vào ảo mộng của Black Maria, cô trông thấy mẹ mình và những người thân yêu đã mất hiện ra trước mắt. Sao là một người khổng lồ đã vô tình lạc trôi vào hòn đảo nơi Robin sinh sống, ông cảm thấy cô bé này khá thú vị. Họ từ đó đã gắn kết một khoảng thời gian với nhau. Giáo sư Lover với tình thương tựa như người cha, còn mẹ cô Olivia lại để lại nhiều nuối tiếc trong quá khứ. Ngày đó, dù cô bé đã quên mất khuôn mặt của mẹ như thế nào, nhưng vẫn khát khao trở thành một nhà khảo cổ học để cùng Mama ra khơi, quậy đục nước tân thế giới, tìm hiểu về 100 năm thế kỷ trống trên các phiến đá Pon Eglip. Vào giây phút Sô nhận ra cô bé ngồi trước mặt mình không phải dạng vừa đâu, ông đã mang đến một tin tức chấn động lòng trai. Hải quân chính thức ra lệnh xóa bỏ hòn đảo Oha ra cùng toàn bộ nhà khảo cổ đã và đang nghiên cứu về thế kỷ trống. Đó dường như là lần đầu tiên cũng như cuối cùng Robin nhìn thấy mẹ mình. Là bắt đầu của lời tuyên thệ về đồng đội của sao và những đau thương mà một cô bé đã phải gánh chịu dưới cái tên đứa con của quỷ. Chị em nhà nhện tưởng mình là đại bàng, ai dè đụng chúng bà chị ai quy đỉnh của chóp. Robin lập tức nhận ra trước mặt mình toàn là hàng pha ke, thế là chỉ với skill hoa lan tiên, cô đã book vé máy bay cho ba mẹ về với thiên đàng. Bất ngờ chưa mấy bà già. Đường chị đi có anh Men phù trợ, bonus thêm lời dặn cuối cùng của Mama là phải sống sót bằng bất cứ giá nào, giờ thì Black Maria đã sắp được trở về với đất mẹ. Một chiêu mình dùng lần một không được thì dùng lần hai, ở tập tiếp theo, người bị chúng bùa mê thuốc lú chính là bộ xương khô dốc. Liệu rằng ông có kịp thay đổi thế trận trước mụ già chỉ biết gợi lại những câu chuyện cảm lạnh trong quá khứ hay không? Đừng quên nhấn theo dõi kênh, cho chúng mình một like và bình luận bên dưới để nhận về những thông báo mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hết phim rồi các bạn nhỏ à. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những tập tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy like, chia sẻ và bật chuông thông báo cho bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết tập phim hôm nay.